Trăm năm nước chảy đá mòn, ngày nào cũng tắm có mòn ra không? Đối với một người không bao giờ tắm như anh Hải Gióng thì câu thơ trên rất là vô nghĩa. Ngoài không tắm ra thì anh Hải Gióng còn là một tay phá hoại chuyên nghiệp. Hôm nay anh Hải Gióng tự nhiên nổi hứng lên muốn bắt một vài con vật để chơi đùa. Hãy xem hết video này để biết con vật nào xui xẻo sẽ bị anh ấy bắt nhé. À, con vật đang ở trên vai của anh Hải lúc này là một con khỉ nha các bạn. Anh ấy đã đặt tên cho chú khỉ này là Chư Bát Giới. Đừng thắc mắc tại sao anh ấy lại đặt cho con khỉ cái tên kỳ lạ như vậy. Bởi vì anh Hải Gióng đâu có giống như người bình thường đâu ha ha. Ủa vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm cái gì đây anh trai? À, bây giờ anh ấy sẽ giới thiệu cho các bạn xem một con vật khá thú vị. Ái chà, trong cái lồng này là sinh vật gì thế anh trai? À, anh ấy nói rằng đây là một con cự đà lam mà anh ấy đã bắt được hôm qua. Ngoài con này ra thì trong vườn nhà anh Hải Gióng còn nuôi rất nhiều con khác nữa. Bởi vì anh ấy là một người yêu động vật nhất là mấy con cự đà kiểu này. Đúng rồi, hãy mang con cự đà ra ngoài để chúng tôi có thể quan sát rõ hơn nào anh trai. Đây là một con cự đà lam nặng 5 kg, trông vẻ ngoài của nó xù xì gai gốc vậy thôi chứ bé nó hiền lắm. Mình thấy con này giống với mấy con quái vật Godzilla trong phim quá các bạn ạ. Loài cự đà này vô cùng hiền lành và điềm tĩnh. Đấy, mọi người thấy đó, nó ăn chay trường chứ không ăn thịt cá gì cả. Chỉ cần cho bé nó gặm cỏ hoặc rau xanh là được rồi. Một thông tin khá buồn là loài cự đà dễ thương này đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Thế nên anh Hải rất là cưng chiều và chăm sóc tỉ mỉ loài vật này. Dù bạn có trả 1.000 đô để mua nó thì anh ấy cũng sẽ không bán đâu. Nhưng nếu trả 10.000 đô thì anh Hải Gióng sẽ suy nghĩ lại. Đây là một cái bẫy mà anh Hải vừa đặt trên Lazada với giá 500k. Anh ấy sẽ dùng cái bẫy này để bắt những con kỳ nhông hoang dã. Tại vì dạo gần đây có rất nhiều kỳ nhông bò vào khu đất của anh ấy, nên ổng muốn bắt chúng nuôi chơi cho vui vậy ấy mà. Bước đầu tiên anh Hải Gióng sẽ bỏ mồi nhử là những con dế vào trong bẫy. Các bạn có nhìn thấy những cái lỗ xung quanh chiếc bẫy không? Trông đơn giản vậy thôi chứ khi kỳ nhông chui vào rồi thì khó mà ra được lắm. Anh Hải quyết định đặt cái bẫy ở vị trí này và sau đó đi ra chỗ khác để chờ đợi tụi kỳ nhông kia tự mắc bẫy. Qua hình như đã có một con chui vào bên trong bẫy rồi thì phải. Trong lúc chờ cho những con kỳ nhông khác chui vào theo thì anh Hải đi dạo một vòng xem có gì thú vị hơn không. Anh ấy nhìn thấy những trái bơ chín rụng dưới đất. Bơ này mà dầm với đường bỏ vào thêm tí đá lạnh nữa ăn là nhứt cái nách. Đó là cách ăn của Việt Nam, còn mấy anh chàng Tây này thì không như vậy các bạn ạ. Anh Hải Gióng nói rằng nhìn thấy một cái hang rất khả nghi. Khi ổng thò tay vào hang thì đột nhiên rút tay lại nhanh như gió. Tại vì anh ấy cảm nhận thấy có gì đó xù xì và hơi nhớt chạm vào tay của mình. Đâu anh thử dọi đèn vào trong hang trước xem đó là thứ gì nào. Đúng rồi, dùng đèn flash của điện thoại soi vào như vậy có phải an toàn hơn không? Éo thấy cái quái gì hết nên anh ấy không dám đút tay vào nữa. Lỡ như đó là một con rắn đuôi chuông thì chắc hôm nay là ngày rỗ của anh ấy rồi. Ồ, khi anh ấy vạch đám lá khô ra thì bỗng có phát hiện mới. Anh Hải Gióng nhìn thấy có một con cóc mía đang nằm ngủ ngon lành. What the hell, con cóc mà ổng cầm bằng tay không như đúng rồi vậy. Bộ không sợ bị nổi mụn cóc hả anh trai? Ôi trời, các bạn có thấy những tia chất lỏng bắn ra khi anh ấy bóp vào da của nó không? Đó chính là chất độc của con cóc mía này đó. Không ngờ loài cóc này vừa xấu xí mà lại vừa nguy hiểm đến như vậy. Đã đến lúc anh Hải Gióng quay trở lại để kiểm tra cái bẫy hồi nãy rồi. Không biết trong cái bẫy sẽ có mấy con kỳ nhông nhỉ? Quao nhìn sơ qua thì mình thấy cũng kha khá con chui vào rồi nha. Rõ ràng là cái bẫy này đang hoạt động rất tốt. Ô sờ kê, chuẩn bị đếm xem có tất cả mấy con kỳ nhông nào. À, đây là chú kỳ nhông đầu tiên, còn đây là chú kỳ nhông thứ hai bị mắc bẫy. Các bạn có nhìn thấy màu xanh lá trên cái đuôi của nó không? Những con kỳ rông này anh ấy sẽ giữ chúng lại để nuôi. Vậy là tổng cộng anh Hải Gióng đã tóm được 7 con kỳ nhông hoang dã. Hên cho tụi mày là gặp anh Hải Gióng đại gia và giàu có đó nha. Chứ gặp người khác thì một là tụi kỳ nhông này sẽ thành món nhậu, còn hai là mấy bé này sẽ bị bán cho các cửa hàng thú cưng để làm thức ăn chẳng hạn. Nói chung cái bẫy giá 500k này rất đáng đồng tiền bát gạo nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho các bạn xem một con thằn lằn bạch tạng ăn sáng. Có bạn nào đã từng nhìn thấy con thằn lằn vừa to lại vừa có màu sắc kỳ lạ như vậy chưa? Nó đang được người chủ cho ăn mấy con cá trong buổi sáng nay. Vãi thật, ngậm có con cá thôi mà cũng làm rớt nữa. Đúng là một chú thằn lằn to xác hậu đậu mà. Chú thằn lằn này khi ăn sẽ không cần nhai chi cho mỏi mồm, mà nó chỉ cần nuốt một cái ực là con cá liền trôi xuống bao tử ngay. Vãi cả trưởng thiệt á chứ. Sao mà con thằn lằn này có màu đen xì như cục than thế kia? Con vừa nãy thì màu trắng, còn con này thì lại màu đen. Chẳng lẽ hai con này là thằn lằn của Hắc Bạch Vô Thường nuôi sao ta? Mấy con thằn lằn này cũng khôn lắm nha. Chúng sẽ lựa phần đầu của con cá để nuốt trước để không bị mắc cổ. Theo các bạn thì chú thằn lằn màu đen này với con thằn lằn màu trắng hồi nãy, con nào đẹp và thú vị hơn nào? Hãy bình luận phía bên dưới video này để thú mỏ vịt tri thức biết với nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.